Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, nhiều người đặt ra câu hỏi về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Chủ tịch FLC sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là bao nhiêu năm tù? Hãy cùng phóng viên Chào Buổi Tối tìm hiểu ngay sau đây. Các luật sư cũng cho rằng một trong những căn cứ để buộc tội ông Trịnh Văn Quyết là xác định số tiền thu lợi bất chính hoặc số tiền thiệt hại đối với các nạn nhân. Về chế tài xử lý, theo Điều 211 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về tội thao túng thị trường chứng khoán, người nào thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1 đến 3 tỷ đồng thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung hình phạt sẽ cao hơn phụ thuộc vào số tiền thiệt hại và thu lợi bất chính. Người vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa là 7 năm tù nếu thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên. Trong vụ việc này, ông Quyết được xác định thu lợi hàng trăm tỷ đồng nhờ bán chui cổ phiếu nên mức án có thể là tối đa. Tuy nhiên, hiện mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình điều tra. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật để làm sáng tỏ nội dung vụ án. Trong khi đó, các chuyên gia về chứng khoán nhận định việc khởi tố bắt giam ông Trịnh Văn Quyết sẽ góp phần khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật. Từ đó góp phần giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam gần với thông lệ, quy định quốc tế. Tất cả các cá nhân đều phải thượng tôn pháp luật. Trong khi ông Trịnh Văn Quyết là luật sư, hiểu luật nhưng liên tục vi phạm nên càng cần được xử lý nghiêm. Trước mắt giá cổ phiếu nhóm FLC chắc chắn sẽ giảm và sẽ có biến động ngắn hạn. Nhưng việc phòng chống tiêu cực thì không ảnh hưởng gì đến thị trường nói chung. Thị trường chứng khoán sẽ trở nên minh bạch, tốt lên chứ không thể đi xuống được.